Xin chào mọi người đã tới với kênh của Nhi. Video ngày hôm nay sẽ là về chủ đề thải độc mùa hè. Nhi nghĩ là mọi người đã có một khoảng thời gian vất vả và đang có một kỳ nghỉ hè, cho nên là sẽ có cơ hội đi một số chỗ hoặc là có cơ hội nghỉ ngơi nhiều hơn. Thì Nhi sẽ chia sẻ những cái mà Nhi đã từng làm để giúp lấy lại cân bằng trong cuộc sống, cũng như là những thói quen rất là tốt giúp cho mình có một vóc dáng, da và tóc rất là đẹp. Những bước thải độc là không ngủ dậy muộn, không thức khuya, uống nhiều nước lọc trong ngày, ăn thức ăn gần với tự nhiên hoặc chỉ luộc hấp, không dùng mỹ phẩm, chỉ rửa mặt và bôi kem chống nắng thôi, không dùng các thiết bị điện tử. Các bạn có thể thực hiện trong vòng 12 giờ nếu các bạn không có thời gian, còn nếu các bạn có thời gian một chút có thể thực hiện ở vòng 1 ngày hoặc lâu hơn nếu các bạn muốn. Việc đầu tiên khi mà Nhi thức dậy thì Nhi rất là hay massage đầu cũng như là xoa mắt, tại vì mắt của Nhi thì không được khỏe cho lắm vì Nhi phải học và tiếp xúc với máy tính rất là nhiều. Việc massage đầu thì cũng giúp cho tóc mình cũng nhanh dài hơn nữa, Nhi nghĩ là như vậy. Uống một ly nước lọc thật là bự buổi sáng giúp cho da dẻ của chúng ta có thể được cung cấp đầy đủ nước và căng bóng hơn. Rồi cố gắng phơi nắng buổi sáng sớm để có vitamin D. Các bạn có thể rửa mặt bằng nước hoặc là chọn một loại sữa rửa mặt cực kỳ tốt và có thành phần an toàn cho da. Thì mình hay dùng loại sữa rửa mặt này, Morning Gel Cleanser của hãng COS. Thì các bạn có thể dùng Cetaphil hoặc là những hãng dược mỹ phẩm các bạn cảm thấy an toàn trên làn da của mình và bôi kem chống nắng, như vậy là đủ rồi. Ngoài ra thì chân tay của Nhi phải đi làm thêm rất là nhiều, cho nên Nhi cũng không có thời gian để chăm sóc. Nhi chỉ cắt gọn gàng và cái sơn này cũng đã rất là lâu rồi, cho nên là Nhi cũng sẽ xóa đi. I can't understand. You mind if I play something for you? Just holding your hand. No, not at all. Và ngày hôm nay thì Nhi lựa chọn Nhi không dùng các thiết bị điện tử, Nhi tắt wifi của điện thoại di động. Nếu mà ai gọi tới thì mình vẫn bắt máy, nhưng mà tuyệt đối là không dùng các thiết bị điện tử. Nhi là một người rất là dễ tăng cân, cho nên là kỳ thi vừa rồi cũng tăng lên tận 5kg. Nhi sẽ quay quá trình giảm cân cho các bạn coi nữa. Và điều đặc biệt là ăn thức ăn gần với thiên nhiên thì nó cũng rất tốt cho chúng ta và thúc đẩy quá trình giảm cân nó càng nhanh hơn nữa. Thật ra thì đây không phải là bữa ăn đầu tiên của mình đâu, tại vì buổi sáng không nên ăn trái cây ngay khi bụng đang đói. Nhưng mà vì đang đi có công việc cho nên là mình không đem bất kỳ thức ăn nào cả. Và bây giờ mình sẽ tập luyện. Vì tập luyện thì giống như là một thói quen không thể thiếu của mình, và mình cũng cảm thấy là tập luyện vừa phải giúp cho đầu óc của mình rất là minh mẫn. Tất nhiên là mình cũng không thể so sánh với những người mà tập luyện chuyên nghiệp, tại vì người ta không cần phải lo lắng hay là suy nghĩ nhiều tới những cái lĩnh vực khác. Còn mình, các bạn, những sinh viên hay là những người đi làm có thể tập luyện vừa phải để giữ gìn sức khỏe cũng như thay đổi vóc dáng. Mình cố ý quay góc này để cho các bạn thấy bụng rất là to. Nói chung là không ai tài giỏi có thể có được tất cả hay là cân bằng được mọi thứ cùng một lúc.
mình phải biết hy sinh cái này cho cái kia trong một thời gian hay là một hoàn cảnh nhất định. Nhưng mà để tìm lại sự cân bằng thì chúng ta nên có cái thời gian nghỉ ngơi, nhìn nhận lại bản thân, nhìn nhận lại cái ưu khuyết điểm của mình, nhìn nhận lại con đường của chúng mình đang đi đúng hay là sai, nó có tốt cho sức khỏe, cho trí tuệ, và đặc biệt là nó có đúng về mặt đạo đức không nữa. Cho nên là các bạn hãy cố gắng tìm về cái con đường mà phù hợp cho mình. Mình chúc các bạn luôn thành công.